Transformers. Vâng, như vậy là bên phía Thái Bình có một xe, một Roma, một Miwan và một Persian. Bên phía của Hà Nội tôi đã nhìn thấy một quân Grec rồi. Yes, yes. Vâng, trận đấu đã bắt đầu. Đây là Miwan của màu 7 meo meo. Đây là Roman của Hoàng Lan. Đây là Seng của Việt BM. Và đây là Per. Vâng, chúng ta theo dõi ai đây? Vâng, xem Per cho nó dị. Vâng, bãi quả của Per hơi rộng rách. Đóng, vâng, vẫn đóng được G là tốt rồi. Bãi vàng đã thấy luôn. Vâng, quay trở lại trận đấu thì Tiểu Bạch Long quyết định ăn quả hay ăn hươu đây. Đây là bãi hươu thứ hai nhà Tiểu Bạch Long và cũng là bãi quả thứ hai luôn. Ăn quả rồi. Persian quyết định ăn quả. Vâng, chuyển đổi ý. Có vẻ như nghe chim lợn quyết định chuyển sang ăn hươu. Khá dị nhân. Không được rồi, con hươu đã bay vào sát mép tường. Trận này Persian trong cánh có vẻ như là nhà không được giàu có lắm, không có đồ lùa về. Đóng ép ăn hươu như này sẽ lên đời khá muộn. Vâng, với thế bài này mà bài kín hoàn toàn để đánh lên thẳng tới 4. Nhưng bài trận này thì toang hoác, vì vậy lên 4 xong thì đảm bảo anh sẽ fit dân. Sẽ đánh đời 3 mà thôi, không dám lên đời 4 được. Ngoài cánh của anh là Seng của Việt BM. Vâng, bên cánh bên kia cạnh nhà anh là nhà của màu 6 Chi Chi. Trận này cầm quân gì đây? Chi Chi cầm Roman. Vâng, cũng đã, vâng, nhà Chi Chi cũng đang là một vườn thú. Những con voi ở bản đôn đã đổ về nhà của Chi Chi. Vâng, đây là Việt BM cầm Seng. Đây là Miwan. Quay trở lại với Tiểu Bạch Long. Đây là chiếc ghét thứ hai để ăn bãi hươu thứ hai nhà mình. Bãi hươu rất nhỏ, chỉ có 4 con thôi. Bỏ kích đời thôi. Hơi muộn so với quy định đối với Per. 8 phút 52. Vâng, chiếc G đẹp tuyệt vời luôn. Thụt giữa ở trong bãi quả thứ hai nhà mình. All of us,
Các bạn có thể thấy được rằng là Persian ăn heal cực kỳ nhanh. Vâng, quá dã man. Gỗ và thực sẽ dồn về đủ khi mà Tiểu Bạch Long lên đời xong. Vâng, bên phía của Hà Nội trận này có vẻ lên đời cực kỳ sớm. Tuti đã chạy ngựa giò rồi. Ra các dự như vậy với điểm số của anh tăng vọt. Nhà Tiểu Bạch Long có hai bãi vàng. Vâng, hai bãi vàng đều đẹp cả. Anh ăn bãi nào cũng được thôi. Bãi này thì hơi dốc. Vâng, sau khi người hổ báo nhất của team Thái Bình Tôm đã rời khỏi cuộc chơi nhường chỗ cho Meo Meo, thì Meo Meo khi anh đánh cho Thái Bình, anh lại trở thành một người hổ báo hơn cả Tôm. Trận nào cũng xác định cân 2. Lúc này thì Tiểu Bạch Long đã xuất ngựa giò. Vâng, Linda đã chọc nhà anh rồi. Linda đang chọc nhà Tiểu Bạch Long. Nhà BL thứ hai đã được thiết kế. Lên 12 giờ vẫn chưa thấy có ai. Vâng, đây là nhà màu 1 của em bé. Vâng, đây rồi, Tiểu Bạch Long đang chọc bãi vàng của game thủ em bé một tay che trời bên phía team Hà Nội. Hai lạc đà sinh ra đẩy đâu đây? Dường như trong góc 3 giờ có địch. Đúng rồi, trong 3 giờ đảm bảo có địch rồi. Đó chính là nhà kẹp xăm Linda. Quá phũ cho Tiểu Bạch Long. Em bé trận này cầm Grex. Chúng ta hãy cùng xem các nhà bên phía team Thái Bình. Đây là tham 15 của Mèo Mèo. Vâng, anh hổ báo quá vì vậy bây giờ tham đã còn bé tẹo. Việt BM tham 36 đánh cung G. Vâng, la vào màu 4 rồi. Màu 4 là nhà của Linda. Linda trận này cầm pơ. Vâng, nhà của Việt thì đang có hai con ngựa chém. Hai ngựa chém mang tên em bé một tay che trời. Quay lại với màn hình của Tiểu Bạch Long, tham 27 đang đi ăn hoang. Vâng, để chế độ mặc định ăn hoang luôn. Persian. Hoàng Lan, anh đang ở đâu? Chúng ta hãy cùng xem. Đây là Hoàng Lan, tham 33. Vâng, chuyển sang sọc đơn rồi. Quay trở lại với màn hình của Dũng. Vâng, Tiểu Bạch Long thúc Dũng con hay Lady Gaga đang công vào nhà của Persian. Persian chính là nhà của Linda, kẹp xăm giữa nhà của Tiểu Bạch Long và của Việt BM. Việt BM cầm sang đã lên thẳng cung. Vâng, Tiểu Bạch Long đang chăn vào bãi gỗ của Linda, trả thù những con nông dân của bãi gỗ của mình đã bị Linda chăn từ ngay lúc đầu. Vâng, ăn được khá nhiều dân rồi. Các bạn được biết rằng dân Persian chỉ biết đi bộ thôi, ngoài việc đi bộ ra thì chẳng làm được cái gì cả. Vâng, bãi gỗ thứ hai của Linda, nhà Linda những cái rừng rìa quá đẹp, chết quá nhiều dân rồi. Linda giờ này anh còn sống sót không, khi mà Việt BM gần đẩy khoảng chục con cung vào. Vâng, như vậy đây là Việt BM. Vâng, Việt BM đã đẩy cung vào rồi. Vâng, Tiểu Bạch Long vẫn đang giữ tham là 27/32, giữ tham cực kỳ tốt. Bây giờ thì cả Việt BM và Tiểu Bạch Long đang đẩy đến nhà màu 1 trên góc 12 giờ. Màu 1 cầm Grex, đó chính là em bé. Thank you.
vậy là nhà của em bé đang đi ăn hoang và chưa có bánh xe, đang bị cả Hoàng Lan cả Việt BM công vào. Vâng, lại còn cả Dũng Con Tiểu Bạch Long nữa. Vâng, rất nhiều cung của màu đỏ tụt hẳn đến 12 giờ thì phải. Vâng, không biết màu đỏ là quân gì đây. Như vậy là màu đỏ là của Gunny cầm Samurian. Rồi, để Long quay lại nhà của Linda, thấy rằng nhà Linda có quá nhiều dân. Vâng, cả bãi vàng, bãi ruộng, nhà Linh công vào rồi. Vâng, như vậy là không phải Linda cầm phơi rồi, Linda trên này cầm Babylon, nông dân có bánh xe. Ban đầu tôi tưởng Linda trên này cầm phơi. Vâng, như vậy là Samurian màu đỏ Gunny đang to nhất bản đồ, to hơn tấm tranh của Việt BM. Nhưng mà bên cả bốn nhà bên phía của Thái Bình đang đều rất là to. Tiểu Bạch Long cầm Pơ và Tham hiệp vẫn còn 25-48, khá nhiều lạc đà. Chúng ta hãy chuyển sang màn hình của Việt để theo dõi những trận chiến ác liệt hơn. Việt đang to nhất bên phía Thái Bình. Vâng, đây là màn hình của Việt, Việt Tham 56. Vâng, đây là pha bắt quân. Hoàng Lan, Tiểu Bạch Long đang bắt đội quân công nhà của game thủ Gunny. Không được rồi. Vâng, cả bốn nhà bên phía Thái Bình đang tìm cách công thẳng lên nhà của game thủ Gunny. Việt BM, Hoàng Lan, Tiểu Bạch Long và cả Zozo. Zozo thì có một con lạc đà và một con ngựa giò. Vâng, đây rồi, nhà Gunny trên một con dốc khá là cao, rất đông cung gờ, cực kỳ đông cung gờ. Vâng, rất nhiều lạc đà và sọc đơn của game thủ Tiểu Bạch Long và Chi Chi. Samurian của Gunny đang có 60 dân và đang to nhất bản đồ. Quá khủng. Góc làm ăn trọn vẹn trên 12 giờ. Vậy là màu đỏ Gunny đã bắt đầu đào vàng
dường như Summer sẽ nhảy 4 trong ít phút sau đây. Vâng, đã nhảy 4 xong rồi. Theo tin báo nhận về, nhảy 4 bây giờ thì Tiểu Bạch Long, tất cả toàn bộ số quân của các game thủ bên phía Thái Bình đang đẩy lên góc 12 giờ. Vâng, đẩy thẳng lên 12 giờ. Chúng ta hãy cùng xem màn hình. Meo Meo tham 17, Hoàng La tham 57, đây là tham 62 của Việt, và đây là 27 của Tiểu Bạch Long. Chúng ta trở lại với Việt. Vâng, rất đông lạc đà, 27 của lạc đà. Vâng, lạc đà Persian, 27 con của game thủ Tiểu Bạch Long. Vâng, lao vào thôi. Vâng, đã có lửa. Đây là pha công nhà cuối cùng của các game thủ bên phía Thái Bình. Cất tay, liệu có thành công hay không? Vâng, như vậy là đây là quýt. Tỷ số là 2-1 cho team Hà Nội. Vâng, quá khó rồi. Một mình Samurian cân cả bản đồ. Nhà của Gunny trận này cực kỳ kín. Vâng, lên đời quá là kín, trong khi Tuti lên đời quá sớm.